Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem hai cây sung ở nhà mình. Một cây thì cái trái to mà tròn vàng các bạn, to, cái to. Loại này là loại ngọt nha các bạn. Loại này là nó ra mỗi cái mắt lé, mỗi cái mắt lé là một trái nha các bạn. Còn những cái loại có những cái loại khác thì nó cũng ra một mắt gì thì nó ra một chùm. Nhưng mà trái nhỏ, cái này đặc biệt là ra trái to nha các bạn. Rồi mình quay cái clip này rồi mình sẽ hái cái trái này luôn. Rồi mình cắt, mình review, mình ăn thử cho các bạn cùng thưởng thức thử cái cảm giác của mình ăn, cái vị của nó như thế nào nha các bạn. Để xem mình quay tổng thể cái cây sung Mỹ của mình cho các bạn xem. Một lần nữa mình sẽ quay cái tên của nó cho các bạn cùng xem nha, cùng tìm hiểu nha. Đấy, tên của nó đó. Mỗi mắt lé là một trái nha các bạn, trái khé to. Trái khé to. Nó chín trái cỡ này chắc cỡ tầm khoảng bè đến 4 trái là 1 ký các bạn. Trái to, to hơn quả trứng. Hai nhánh. Thì mỗi mắt lé là đều một trái hết nha các bạn. Mỗi mắt lé là đều một trái hết. Cái sung này các bạn là nó một trong những cái trái cây mà nó giàu chất dinh dưỡng nhất nha bạn. Nó tốt cho em bé nè, nó tốt cho bà bầu nè, nó tốt cho phụ nữ giảm cân nè. Các bạn có tìm hiểu cái sung Mỹ là một trong những cây mà nó giàu chất dinh dưỡng nhất. Rồi mình sẽ quay cái cây sung Mỹ một loại nữa. Cái này là ký hiệu của cái nhà vườn lúc mình mua này nha bạn. Cái loại này các bạn tìm hiểu xem cái loại đây. Mình được biết là loại này là cẩm thạch đó nha các bạn. Cái loại này là cẩm thạch nè. Mà cẩm thạch nó tới 6-7 loại cẩm thạch luôn. Có loại thì nó chín, nó cẩm thạch gì đây. Xong cái loại mà khi mà nó chín á, trái chín á, là nó màu một những cái sọc mà xanh xanh đó các bạn, nó chuyển qua cái màu đen. Còn cái màu vàng á thì nó chuyển qua cái màu đỏ đậm đó. Nói cho các bạn dễ hiểu là nó chuyển qua cái kiểu như màu sô-cô-la các bạn. Trái này là đang chín nè. Còn cái loại của nhà mình đây thì nó chín, cái trái nó vẫn màu vàng và những cái sọc xanh luôn nha mày. Rồi đây là loại cẩm thạch đó. Hiện tại là trái đây của mình chín rồi nè, mới bắt đầu chín nè. Ở dưới cái đít đây là nó chuẩn bị nó nứt ra rồi mà, chuẩn bị nứt ra, nó chín. Cây sung Mỹ khi mà nó chín nó càng chín là cái trái nó càng to nha các bạn. Trái này cũng khá to. Loại này cũng khá to. Loại này chắc cỡ 6 trái 1 ký. Cái loại cẩm thạch của nhà mình đây là cái loại trái to nha các bạn. Có loại cẩm thạch cũng là một loại cẩm thạch nhưng mà cái trái nó nhỏ thôi. Đó. Trái nó tầm cỡ đây thôi nhưng mà nó vẫn chín. Nó vẫn chín luôn. Còn cái loại nhà mình thì cái trái to. Đó. To. Trái này chắc cỡ bằng gần bằng quả trứng, nhỏ hơn quả trứng xíu. Cái này cũng vậy luôn nha bạn, cây cẩm thạch cũng vậy luôn nha bạn. Mỗi mắt lé là mỗi trái. Đây nha bạn, cái mẻ của nó này. Cái mẻ đây thôi là mình nói cái mẻ đây là cái mẻ do nhà vườn, do nhà cây giống cung cấp cây giống họ để cái mẻ đây thôi, nhưng mà các bạn cứ lên trên tìm xem cái tên của nó. Tại vì cái tên này là nhiều cái nó dài quá, với lại mình phải cần mình nói cái tên đó là mình phải đọc cho chính xác, chứ nhiều khi các bạn tìm cái tên nó cũng khó. Nên cái này là cái mẻ của nhà vườn cung cấp cây giống cho mình họ để thôi đó. Này nó nhiều loại lắm, ENR rồi BNR các kiểu. Các bạn cứ search lên trên mạng tìm thử cái loại sung mà cẩm thạch á. Cái sung cẩm thạch đó nha bạn, một trong những cái loại sung mà mắc nhất thị trường luôn, mà siêu ngọt luôn. Cây sung đây là siêu ngọt nha các bạn. Cây này cũng được, cây này nó cũng ngọt nhưng mà cái trái nó to nha các bạn. Cái này trái to, đặc biệt là trái to. Trái to. Bây giờ mình sẽ hái cái trái sung này rồi mình cắt ra. Rồi mình review cái chất lượng cái trái của nó như thế nào. Rồi mình nêu cái cảm nhận của mình cho các bạn cùng nghe nha. Các bạn theo dõi kênh của mình nha.
thì Phong cũng cũng chúc các bạn mà theo dõi kênh của Phong Lê Quốc Núi á, có những cái ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Các bạn cái yêu mến kênh Phong Lê Quốc Núi á, thì hãy theo dõi kênh của Phong Lê Quốc Núi bằng một lượt đăng ký nha, để cho Phong Lê ra những cái video clip tiếp theo á, các bạn khỏi bỏ lỡ nha. Rồi giờ mình hái cái trái này nha. Ồ, cái trái này thì mình hái các bạn, mình hái thì hầu như là trái này theo mình cảm nhận thì nó chưa có được chín lắm nha các bạn, tại vì trong cái cuống nó vẫn còn rem mủ. Nhưng mà khi mà nó chín mùi nha các bạn, là cái trái nó, cái này mủ nhẹ nhẹ thôi, khi mà nó chín mùi á là cái mình hái cái cuống của nó là mình nó rè những cái nước trong trong ít ít thôi, gọi như là nó chín khô rụt cuống á, chuẩn bị nó rụng á các bạn. Còn cái này là cũng vẫn còn tí mủ, thì cái này cũng chưa chín lắm, tầm khoảng chắc khoảng cỡ ngày mai hoặc ngày mốt nữa là mới ok. Rồi bây giờ mình sẽ trên cây còn những trái mà chuẩn bị chín đó nha bạn. Đó, khi mình đã chín là nó chín trái ở trong cái nhánh gần gốc nhất nó chín rè nha bạn, nó chín rè, trái nào rè trước nó sẽ chín trước, nó rè đó. Đó, trái to rồi mình đỡ tại chỗ luôn, mình cắt đôi ra để mình thưởng thức thử, rồi mình nêu cái cảm nhận cho các bạn cùng xem nha. Mình đỡ tại chỗ luôn. Đây. Đó, mềm. Mình quay cái máy một tay á. Ồ. Nên mình thử còn một tay còn lại khó làm. Các bạn. Đây, mình đưa lên máy cho các bạn cùng xem nè. Ồ, cảm giác mật nha các bạn. Mật ở trong cái trái nó tươm ra. Mật ở trong cái trái ở trái nó tươm ra. Đặt ruột luôn nha các bạn. Đặt ruột luôn nha. Ở trên cái phần cuống này thì hồi nãy mình nói do lý do là nó chưa có được chín hung nên nó vẫn còn cứng. Mà cái khúc trên này các bạn là nó do nó khúc trên gần cuống nó vẫn còn cứng nên mật ở trên này nó chưa lên trên này được. Nhưng mà mật thì ở dưới đít đó, ở dưới đít trái đó, thì cảm giác là nó tươm ra. Đó các bạn thấy không? Thấy không? Mình lôi cái trái ra các bạn thấy không? Đó. Mật. Rồi sau đây mình sẽ ăn thử một nửa, mình sẽ cắn thử một nửa, mình sẽ nói cái cảm giác cho các bạn cùng nghe. Ngọt cực kỳ ngọt nha các bạn. Ngọt cực kỳ ngọt luôn. Ngọt về mỏng nước. Ngọt. Cái khúc chín hung nha các bạn, cái khúc mà ở dưới đít á, cái chín hung thì nó ngọt. Nhưng mà cái khúc ở trên cái gần cái cuống này á thì nó cũng không ngọt bằng bằng cái khúc ở dưới đít nha các bạn. Ở dưới cái đít trái nè. Cái này phải đỡ ngày mai hoặc ngày mốt nữa. Và mình hái xuống chắc mình để tầm khoảng một ngày nữa là cái mật ở trong này á nó khô lại á, thì mình ăn sẽ ngọt hơn. Thì cỡ người nhưng mà thèm ăn chắc ăn cỡ chừng hai trái này lắc đầu luôn. Cỡ chừng hai trái này ăn hai trái này là lắc đầu luôn. Đó, thì ngọt. Thì mình theo mình cảm nhận á, theo mình cảm nhận cái trái sung này á, là ngọt là vừa. Ở dưới cái phần đáy, ở cái phần đít trái á thì nó hơi ngọt gắt. Còn ở trên á thì nó ngọt thanh, lý do là nó chưa có chín nhiều, tại hồi nãy mình hái ra cái cuống, mình hái cái trái và mình nhìn cái cuống nó còn chảy mủ là mình biết nó chưa chín nhiều à. Phải tầm khoảng một ngày nữa, một đêm nay rồi hết ngày mai nữa, tầm nữa chiều như bây giờ là mình hái nữa là y rồi, mình hái xong á mình đỡ tầm khoảng một ngày nữa, khi mình nó cô lại cái mủ quay xung nó rút á và cái mật nó cô lại á thì mình ăn sẽ ngọt hơn. Rồi mình ăn hết luôn nè. Ngọt quá. Cái này mà người thèm chắc ăn cỡ hai trái lắc đầu, tại vì nó to mà, nó to to hơn quả trứng. Cái này cỡ chừng, cái này nếu mà nhà mà có vườn có đất nội trồng cái này cũng chất lượng lắm nha các bạn, cái giá thành của nó cao lắm á. Hiện tại trên thị trường của nó là mấy trăm nghìn một ký sung lượng nha các bạn, nhưng mà cũng tùy theo loại nha các bạn. Loại sung như nhà mình trồng đây á, là có cây này cũng được, cây này cũng
cây hiện tại có trái chín nè, thì cái nằm ở mức độ trung bình thôi, nằm ở trung bình khé thôi. Còn cái cây mà cây cây cẩm thạch này nha các bạn, cây cẩm thạch là loại sung VIP nha các bạn, nó nằm trong top VIP á, nó là đỉnh nhất của các loại sung sung Mỹ á. Nhưng mà nó có nhiều loại, cẩm thạch nó có nhiều loại nha các bạn, chứ mình nói VIP nhiều khi nó các bạn lại tưởng ở cái sung khu nhà các bạn cũng có VIP rồi này thứ kia, nhưng mà nó cẩm thạch nó có nhiều loại, nó 6-7 loại luôn á, nó nhiều màu, nó 6-7 loại luôn. Và nó cây sung Mỹ này đặc biệt của nó rất là nhiều loại và nhiều loại tên đó, nhiều loại trái và nhiều loại tên nữa. Nhiều khi cái tên nó né nhau nhau á, mà mình trồng á cảm thấy nó không có đạt gì cái độ ngọt hoặc là cái trái nó to đồ, rồi cây sung nó có một cái tuổi thọ nữa. Cây sung là một những cây mà cái bộ rễ nó hay bị yếu lắm nha các bạn. Khi mà các bạn trồng á là nghiên cứu kỹ nha cái vấn đề đó nha. Cây sung á là một trong những cây mà cái bộ rễ nó yếu nhất, mà nó dễ tổn thương nhất á. Ở trên vườn của mình á thì mình cũng trồng được mớ rồi đó. Trồng được thì hôm bữa mình cũng đã quay những cái video clip kia hay nói chuyện với các bạn á, thì thỉnh thoảng mình cũng sẽ quay những cái cây sung á, cây sung và cây lựu nữa. Thì mình cũng trồng cũng được cũng khá nhiều sung á. Nhưng mà cây sung đó là một trong những, theo mình đánh giá thì một trong những cây mà nó cái bộ rễ của nó rất là yếu và nó dễ tổn thương nhất. Nó mưa nó cũng không chịu nè, mưa nó ngập nước nó cũng thúi nè, thúi rễ nè. Còn nắng quá thì nó cũng không phát triển luôn, nó cũng khàn gì đó luôn. Rồi nó ra cái đọt non á, nó ra cái đọt non lên nó lại đứng lại, về cái lá nó li ti một cái là cái đọt nó yếu luôn. Khi mà cái đọt nó yếu là không bao giờ ra trái nha các bạn. Nó ra trái là khi đó, các bạn nhìn xem cái nhánh sung nhà mình này đó, nó phải tốt, cái lá nó phải tốt gì đây nha các bạn, là nó mới có trái, cái trái to mỗi nách mỗi trái. Nhưng mà khi mà ra cái đọt mà nó quắn lại cái lá li ti đó là coi như rồi, không bao giờ ra trái nha các bạn. Mà nó ra trái đi nữa thì cũng nhỏ, mà các bạn giữ cái trái như vậy thì cây sung nó sẽ mất sức và nó sẽ lụi dần à. Mình trồng cũng cũng 20 mấy cây sung. Hiện tại trên vườn của mình 20 mấy cây sung có trái rồi. Mình được vừa rồi mình cũng ghép thêm mớ nữa, thì nó cũng được ạ. Rồi quay lại một lần nữa, mình sẽ quay cái tên cây sung nhà mình nha, các bạn cùng tham khảo nha. Đây các bạn, đây là cây sung trái vàng nha các bạn, trái vàng nha các bạn. Loại đây là loại trái vàng nha, còn loại đây là loại cẩm thạch nha các bạn. Cẩm thạch này. Rồi hôm nào cái trái cái loại cẩm thạch này á, rồi Phong sẽ review cho các bạn cùng xem cái loại sung trái cẩm thạch này. Trái cẩm thạch mà nó chín nó vẫn màu vàng và cái sọc của nó là màu xanh nha các bạn. Đó. Đó, mình quay tổng thể cái cây sung Mỹ của nhà mình. To. Cái trái sung cẩm chín này á chắc tầm khoảng 2 ngày nữa mới chín quá. Hiện tại bây giờ nó cũng đã chín rồi, nó không để chín mà chưa chín mùi. Rút kinh nghiệm của cái cây kia thì mình đỡ cái cây này, cái trái này chín mùi mình hái thử để mình ăn thử cái cây này nó đúng như cái tên của nó không. Siêu ngọt nha các bạn, cái cẩm thạch là siêu ngọt á. Còn có một loại sung cũng dạng thường thôi, cũng loại bình thường thôi mà nó cũng là siêu ngọt, ăn cực kỳ ngọt luôn. Đây nè. Trái đẻ không? Mỗi nách mỗi trái đẻ không? Mấy cái trái mà vàng vàng nè, màu xanh xanh mẻ nhẻ vàng đây là chuẩn bị chín luôn nha các bạn. Đó, để chuẩn bị chín đó. Khi mà cây sung này nó chín một trái rồi là trên cây sung nó còn trái rồi là nó chín từ từ lần lần hết nha các bạn. Lần hết rồi, đến khi hết cái lứa trái đó thôi. Trái đẹp đúng không mày, trái kia vàng hung, trái này vàng nhạt nhạt, xong tiếp theo là những cái trái tiếp theo. Thì một lần nữa thì Phong cũng chúc các bạn theo dõi kênh Phong Lê Góc Núi có một có những ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Các bạn yêu mến kênh Phong Lê Góc Núi thì hãy cho kênh của mình có một lượt đăng ký nha.
để cho thơ có phần lời có thêm những động lực về những video tiếp theo cho các bạn cùng xem chia sẻ về cây nè Thái, cây sung Mỹ và tiếp theo là những cái loại lựu Ấn Độ, lựu Ai Cập. Thôi chúc các bạn có nhiều sức khỏe nha. Video clip của mình xin kết thúc lại nha. Hẹn gặp lại các bạn.